Phan Văn Đức, Hồng Duy và chạy cắt vào của Quốc Hải. Cân đối cũng sẽ đến ở cánh phải khi Văn Thanh đã chuyển sang hướng này. Sự cơ động của Quốc Hải đã đưa bóng lên vị trí của Đức Chính. Quốc Hải, vẫn còn Đức Chính, Tùng Hải, Quảng Hải, Trần Trai. Không thể tin nổi, đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Văn Thanh áp sát cực nhanh, đường chuyền của Văn Thanh, Đức Chính, Tiến Dũng, Quang Hải, không vào. Rusande, không vào. Tuyệt vời. Lương Xuân Trường, cú đá rất tốt. Tiến Dũng, không được. Hà Đức Chính. Ali, Tiến Dũng và Ali. Phan Văn Đức rất chính xác. Tiến Dũng. Không phải. Chúng tôi đã nói về những tình huống. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Đây là sự thật các bạn ạ, đây là sự thật.